Sau khi chọn được vị trí mình cần thì lúc này đây mình trồng ở khu vực này. Trước đây mình đã có một cây dâu như thế này, đây là dâu lấy quả rất là nhỏ, thường chúng ta hay thấy đây. Đây là ra một số quả rồi và mình muốn trồng ngay sát cây này luôn để cho nó tập trung cái quả dâu với nhau để việc chăm sóc. Thì như mọi người thấy là cái vườn của Arava có rất nhiều loại cây và chủ yếu là cỏ. Thì mục đích của cái việc giữ cỏ này là giữ cái độ ẩm. Như mọi người có thể thấy đây rất là ẩm. Tất nhiên đây là mùa mưa, tuy nhiên mùa nắng thì cũng khá ẩm, tại vì mình luôn phủ bởi cái lớp cỏ xung quanh với những cây những cây xạ này. Đây là một số cây loại hoa và những cây mà phủ xanh. Thì đây là mục đích của chúng ta, muốn là thân thiện môi trường, bảo vệ. Nhưng mọi người có thể xem xung quanh nhà hàng xóm thì chủ yếu mọi người trồng cao su khắp nơi, cho nên là cái vườn của Arava thì cũng rất bị rợp bởi vì cao su xung quanh. Trước đây thì mình cũng trồng cao su, nhưng mọi người thấy những gốc cao su ha. Nhưng mà cao su thì nó, mọi người thấy bên kia thì họ làm rất là sạch sẽ và mức độ suối rửa vào mùa mưa, đặc biệt là mùa mưa thì rất là lớn, và mình nghĩ rằng điều đó là không tốt, cho nên mình đã quyết định làm cái vườn này. Thực ra cái vườn của mình rất là nhỏ, quá nhỏ so với mọi người, nhưng mà mình nghĩ rằng là từ ban đầu, từ những cái việc nhỏ này, nếu mình thành công á thì mình sẽ có khả năng mở rộng ra để cung cấp những cái sản phẩm tốt tự nhiên cho tất cả bà con. Thì tiếp đến cái việc trồng cây dâu tằm Đài Loan, thì đầu tiên mình đã có đất và mình sẽ đào một lỗ, mình nghĩ là cỡ khoảng 30 cm sâu và rộng là được rồi. Mọi người thấy đây là đất chủ yếu đất cát, phía dưới thì mình thấy là cái màu bạc, nghĩa là đất này cũng không tốt lắm. Tuy nhiên mọi người thấy cái mặt trên thì ngày trước khi mà mình để cái cỏ này á thì chủ yếu đất nó màu như thế này, nhưng mà mọi người thấy khoảng 7 cm, 5 cm, 7 cm là có màu khác, màu đen, có nghĩa đất đã được cải tạo một mớ. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy. Sau khi mình đào được cái lỗ này xong thì mình sẽ cho một ít phân, nếu mình có sẵn phân hữu cơ tốt. Phân hữu cơ, sau đó mình có thể cho một ít xác thực vật dưới này. Không sao, cái quả đại đó. Rồi đây mình sẽ trồng, mình sẽ đặt cây con vào và mình sẽ tiến hành trồng. Rồi sau đó trồng thì mình sẽ vun đắp lại, rồi là phủ cỏ tiếp xung quanh. Nếu có rơm thì bạn có thể bỏ rơm.